Đèn đóm lên hết anh em nhá. Rồi anh em nhìn này, đèn dâng đẹp hết. Điểm rất là hay. Ngoài cái sở trường khi mà chơi loa Nga thì hôm nay ghép với một cặp loa Canada đây anh em nhìn này. Điểm rất là đánh rất là sướng. Bass lên tốt, lực tốt. Anh em nghe thử một chút nha, sau đây giới thiệu chi tiết về cái chiếc này. Người về. Đèn dâng sáng đẹp hết nhá. Một mùa thu gió heo mây. Về đâu có nhớ chăng những vì sao long lanh đưa tiếng người một đêm không trăng. Nói sao chiếc ông đi này thì không phải shop em có mà rất nhiều shop có nhé. Là hàng bãi của Nhật. Điện 100V công suất. Em này trông mỏng mọc nhỏ nhỏ này hơn 200W. Thế cho nên là nó chơi với những cái dòng loa S90D đánh tiếng rất là hay. Chiếc này giao lưu của anh em là 6,5 triệu nhé. Giá rất là tốt. Thời điểm này những chiếc đẹp như này thì anh em mua đi trường nó phải rơi tầm trên 7 triệu là chắc chắn. 6,5 triệu. Anh em có cái gì? Đầu tiên anh em nhìn mặt nhé. Gần như là không tì vết luôn. Đẹp xuất sắc. Các lốm nút và mặt đều rất là đẹp. Đèn dâng đủ hết. Biểu lẽ anh em nhìn này. Đèn cho tiếng đèn dâng đủ hết. Chiếc này thì tháo nội thất cho anh em. Bởi vì là nhiều anh em cứ nhìn hình thức mỏng. Những anh em không mới chơi ấy, nhìn hình thức mỏng này bảo nó yếu. Thực chất Y9, Pioneer Y9 nên không yếu nhé. Đánh rất lực. Mà không phải tự nhiên nó đến hơn 200W đâu. Anh em nhìn nguồn này. Đấy. Tản nhiệt xương cá này. Đây và anh em quay đằng này anh em nhìn thấy cái đằng này anh em có thể thấy chạy tám sò san ken nhé. Đây anh em phải nhìn này, san ken nó là san ken 1 vít nhưng mà tám sò san ken, chốt đầu chốt cuối bằng một con hai con sò xanh nhé. Chữ SK anh em có nhìn thấy chữ SK không? Đó. Chạy sò le đấy. Đấy. Mạch em này đẹp xuất sắc rồi. Giá 7,5 triệu. Anh em nhìn công suất nhé. 6,5 triệu, xin lỗi các bác. 230W. 6,5 triệu. Đọc nhầm giá thị trường. Giá thị trường bây giờ những chiếc này đều 7,5 triệu hết. Thực ra là cái dòng này chia sẻ các bác là nếu các bác nào mà tìm hiểu âm thanh thì biết là cái dòng này nó cứ lên theo loa Nga. Loa Nga một cặp, bây giờ anh em một cặp đẹp siêu tầm, bây giờ mua đến tiền chục triệu nhé. Mười mấy triệu luôn, 20 triệu cũng có. Thì cái này nó đánh được loa Nga, cho nên nó đẩy dần. Nhưng mà shop vẫn để cho các bác giá rất là tốt, 6,5 triệu nhé. Các bác nào thì quan tâm thì liên hệ shop, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé.